Hello mấy anh chị. Dạ em là Hoa Hồng Đen đây. Bây giờ là cũng chiều rồi. Thì em cũng vừa tiếp nhận 2, 4, 6, 6 bé mèo từ bên trạm của anh Thái Bình Khương. Cũng là Phương Cá Cha đó mọi người. Thì anh có nhận cứu mấy bé này. 2, 4, 6 bé. Anh giao cho em là 6 bé vừa vừa, một bé lớn với lại 5 bé vừa vừa. Với lại một bầy mèo này nè, 500.000. Anh hỗ trợ 500.000. Đó. Bầy mèo này là con mẹ nó đi kiếm ăn á mọi người. Không may mắn là bị mấy thợ hồ nó bẫy nó ăn thịt rồi. Cho nên là còn 4 bé con này thôi. Đó, nên là mình hỗ trợ bằng sữa mèo để bơm thôi chứ biết sao giờ. Đó. Thấy không, bởi vì nhiều khi con người mình thấy không, bởi vì hỏi làm sao mà khổ, cái sự ham muốn nó cao quá mà miếng ăn là măng, miếng ăn coi như là ăn để sống thôi mà tàn sát sinh linh đồ tháng, giết con này ăn con kia. Đó. Nè con khỉ này cũng vậy nè, lúc trước là Hoa Hồng Đen cứu nó cũng vậy nè. Đó. Nó cũng bị người ta bắt bán nữa đó, sợ nó bị ăn thịt cho nên là Hoa Hồng Đen cứu về đây. Lúc đó là sữa trên giống như là nó mới đẻ đó mọi người, mà không biết con của nó đâu hết trơn rồi, cái vú nó căng sữa đó, nó mới đẻ nên là Hoa Hồng Đen cứu nó. Rồi con, rồi. Từ lúc chào đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết ông bà cha mẹ hay là người thân, phận đời mồ côi sớm khuya thui thủi mình con, bạn bè xung quanh không có ai cùng sẻ chia. Trời cao ơi, giờ mẹ cha con ở nơi nào? Một lần thôi cho con tiếng gọi mẹ ơi. Mẹ cha ơi, sao bò con giữa chốn chờ đời? Tội nghiệp quá trời luôn, giờ không biết má nó đâu. Sữa, Tửng ơi, em lấy cho chị bình sữa đây. Tửng, bình lấy cái bình mà của mấy đứa nó bú á, lấy cho chị bình sữa em, cho chị cho tụi này bú á. Phần đời mồ côi sớm phía thui thùi mình con, bạn bè xung quanh không có ai cùng sẻ chia. Trời cao ơi, giờ mẹ cha con ở nơi nào? Tim hả? Bú được. Đây đưa đây. Nó có găng rồi mà. Nó có găng rồi. Đâu em đưa cho nó bú thử, chị đang quay. Đưa cho nó bú thử, nó có găng rồi. Đói lắm rồi nè. Uống rồi. Ủa sao cái bình bự vậy? Có cái bình nhỏ nữa mà. Đói thấy bà luôn rồi, ôi. Mẹ nó mắc chắc đầu từ tối tới giờ đó. Bú kìa, nó thấy không, bú hết trơn á, đói mà. Con nó ôm hai tay nó ôm em thấy thường kìa. Đó, đói bụng mà. Chim con. Mấy thằng này nó ác, nó ăn uống cái gì đâu mà nó ăn miếng ăn miếng tồi tàn mà nó táp nó nuốt. Ăn tạp biết rồi quen. Ý sao nhỏ mới đẻ đang nuôi con còn đem đi nhỏ đem ăn. Ô. Cái bà kêu cứu hỗ trợ 300, rồi Thái Bình Khương hỗ trợ 200 để lát đi mua sữa cho nó. Trời ơi, có con mèo bị lé ta. Đó giờ mới thấy mèo bị lé luôn á. Ê.
Rồi, đây bây giờ qua hôm đêm sắp xếp chỗ cho các bé này được ở mái ấm qua hôm đêm. Cảm ơn các anh chị theo dõi kênh, theo dõi các bé. Hôm nay xin chào tạm biệt các anh chị để sắp xếp cho các bé vô